Tôi là Bùi Toàn, phần bếp ban quản lý tòa nhà VNVN. Trải nghiệm qua công việc với những khó khăn của khách để đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tinh thần phục vụ cao nhất. Có một tên đăng sinh thông qua các khóa đào tạo được công ty tổ chức như phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sơ cứu thương, an toàn lao động. Kaizen đã giúp cho chúng tôi có thêm được những kiến thức, những sự hiểu biết để áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đem lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Trong năm tới, để nâng cao kỹ năng chuyên môn và rèn luyện học hỏi thông qua các bạn bè đồng nghiệp. Ngoài ra, tôi mong muốn tham gia các khóa tập huấn đào tạo tại công ty, trải nghiệm thực tế với kỹ năng 5S đã được rèn luyện qua thực tế kết hợp với phương pháp Kaizen, giúp chúng tôi có thêm yên tâm trong năm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, phấn đấu vì sự phát triển chung của công ty. Một mùa xuân mới về, tôi xin gửi lời chúc tới ban giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty VMC một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho công ty ngày càng phát triển, mong ước năm mới bình an đến với gia đình, bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao. Chúc mừng năm mới.